Nếu mẹ tự trồng rau xanh cho bé, mẹ sẽ sử dụng các phương pháp hoàn toàn hữu cơ. Và đây chính xác là những gì mà gia đình HIT đã làm qua nhiều thế hệ. HIT mang đến những sản phẩm dinh dưỡng hữu cơ cho sự phát triển khỏe mạnh của trẻ nhỏ.